Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Sớm Mới, xã Kiện Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 369,5 m². Trên thửa đất căn nhà vườn có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ trái là liên thông ra đường huyện lộ 02 khoảng 300 m. Con đường này rộng khoảng 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác. Ô tô khoảng 4 chỗ là anh chị di chuyển rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ Kiện Phước, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 1 km. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 15 m và có chiều dài là 25. Đất và nhà thì tương đối cao ráo và bằng phẳng anh chị. Đất thì không mòn mã, xung quanh thì cũng không có. Còn hướng này thì anh chị cũng liên thông ra đường huyện lộ 02 khoảng 800 m. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Từ vị trí ngay chỗ bàn tay em chỉ, mình kéo ngang qua là 15 m. Phía trước thì gia chủ có chừa một khoảng không gian sân còn rất là trống luôn anh chị. Vậy thì anh chị, cô chú mình có thể làm một cái máy tiền chế ga. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu xe nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm luôn nha. Bên đây thì gia chủ xây tường cao khoảng 2 m với hàng xóm luôn anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, cô chú mình có mua thì rất là yên tâm nha. Ở đây điện, nước, wifi thì gia chủ cũng chu sẵn luôn. Căn nhà thì em thấy còn cũng rất là mới, phù hợp để anh chị, cô chú mình mua để ở nè và nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Dưới nền thì lót gạch, mặt tiền thì lót cho tới mí tôn, và bên trong thì lót gạch bóng kiến và dán lên tường cao khoảng 1,2 m. Căn nhà này thì về anh chị mình trang trí, mình đóng la phong thêm thì căn nhà của mình rất là đẹp luôn anh chị. Ở đất và nhà thì mình tới đây nha là 15 m và chiều sâu là 25. Trên thửa đất căn nhà thì có 100 m là đất thổ cư. Vậy thì anh chị, cô chú mình có thể lên thổ cư thêm. Kế bên hông thì mình còn một lô đất trống anh chị, có thể mình cất thêm một căn nhà nữa, còn rất là rộng luôn nha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm giá cấp chỉ còn 900 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan căn nhà của mình ha. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch hết luôn anh chị, và hai cây cột hai bên thì cũng ốp gạch hết luôn nha. Mặt tiền thì cũng lót gạch cho tới mí tôn. Cửa thì gia chủ sử dụng là cửa cây. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng tây nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về khoảng 47 km.
từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 50 km là anh chị tới nha. Phía trước thì gia chủ có chừa một khoảng hành lang rất là rộng, khoảng 3 mét nha anh chị. Ở bên hông thì mình có một bức tranh rất là đẹp. Còn khu vực này là không gian phòng thờ, gia chủ thì chỉ thờ Phật thôi. Dưới nền thì lót gạch bóng kiến, trên tường thì lót khoảng 1m2, còn phía trên sơn và đi bê. Hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị cô chú mình lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Hiện căn nhà thì có 3 phòng ngủ và một không gian phòng khách nha anh chị. Để em di chuyển vào phòng ngủ đầu tiên để anh chị mình tham quan. Dưới nền thì cũng lót gạch, tường thì lót khoảng 1m2, còn phía trên sơn và đã đi bê hết luôn anh chị. Bên hông thì mình có cửa sổ nè, cửa phòng thì cửa nhôm và bên trong thì lồng kiến. Còn hành lang thì gia chủ cũng ốp gạch cao khoảng 1m2 anh chị. Còn khu vực này về thì anh chị cô chú mình có thể thiết kế không gian phòng khách chỗ này ha. Đây là phòng ngủ thứ hai, bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m2. Còn không gian phía trên thì sơn và đi bê thôi. Bên hông thì mình có cửa sổ đầy đủ hết luôn anh chị. Căn nhà này thì về anh chị mình đóng la phong thì căn nhà của mình đẹp mê ly luôn anh chị. Ở bên hông thì mình có một cái cửa hành lang để anh chị di chuyển ra phía trước nè. Căn nhà thì em thấy rất là thoáng và phù hợp để anh chị cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Hiện gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên giảm giá cấp chỉ còn 900 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Còn phòng này là thứ ba nha anh chị. Dưới nền thì cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m2. Và bên hông thì mình có cửa sổ đầy đủ hết anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Nhà bếp thì gia chủ cũng lót gạch rất là sạch sẽ. Và bên hông thì mình có cửa sổ nè. Nên nhà bếp của mình rất là thoáng luôn anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ đem đi nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Xóm Mới, xã Kiện Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 369,5m2. Trên thửa đất căn nhà vườn có 100m là đất thổ cư. Diện tích ngang là 15m và có chiều dài là 25. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nhanh chị. Hết nhà và đất là 900 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Còn khu vực bên ngoài thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế rất là rộng luôn anh chị. Bên hông thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ hết. Và trên tường thì lót khoảng 1m2 hết luôn nha anh chị. Ở hành lang thì mình có một cái cánh cửa bên ngoài để anh chị mình di chuyển ra phía sau và bên hông hết luôn anh chị. Ở vậy thì anh chị cô chú mình có thể làm tiền chế thêm. Thì căn nhà của mình rất là rộng và đẹp luôn. Vị trí này thì thích hợp để anh chị, cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha.
Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng lên thổ cư. Nếu anh chị, cô chú mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị, cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà vườn, đất vườn để anh chị mình mua, anh chị nghỉ dưỡng và đầu tư nha. Để em di chuyển một lần nữa để anh chị mình xem và tham quan căn nhà vườn của mình ha. Căn nhà thì có một phòng thờ và một phòng khách, ba phòng ngủ, không gian nhà bếp, nhà vệ sinh đầy đủ hết luôn anh chị. Điện nước thì gia chủ cũng vô sẵn hết luôn. Căn nhà này thì về anh chị mình chỉ đóng la phong thì căn nhà của mình rất là đẹp luôn. Đường xá thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô khoảng 4 chỗ nha anh chị. Ở đây thì mình có đèn đường nè, điện nước, wifi có đầy đủ hết. Nhà cửa thì khu vực này em thấy ở rất là đông, phù hợp để anh chị, cô chú mình mua về nghỉ dưỡng nha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.